Mọi người ơi, cho em hỏi ra nó bị gì mà nó sưng cái mặt em lên vậy nè mọi người. Theo tình trạng của video bạn này chia sẻ thì bạn đã bị mê đay, chảy phù mạch, tức là căn bản là do nội tiết sinh ra. Cơ thể của phụ nữ lúc là âm, lúc nào cũng phải mát, nhưng bạn này là người thể nóng nhiệt gây ra mê đay. Có thể là sau khi sinh sử dụng nhiều sắt canxi hoặc là thực phẩm cay nóng nhiều đạm hàng ngày cũng có thể gây ra mê đay mẩn ngứa. Thì cái tình trạng như của bạn này thì nó sẽ lên từng cơn một, và chủ yếu sẽ lên vào chiều tối và đêm, hoặc khi thay đổi thời tiết thì nó lên phù mạch và thành từng mảng. Những trường hợp nặng có thể sưng môi, sưng mắt và mọc trong họng, khó thở. Tình trạng này là về cơn mê đay dạng phù mạch. Vì nguyên nhân gây ra mê đay của bạn này là do nội tiết thay đổi và cơ thể nóng nhiệt gây ra mê đay, thì với những xét nghiệm dị nguyên hoặc là xét nghiệm máu thông thường thì không tìm ra nguyên nhân, và điều trị bằng thuốc tây y thì có thể cắt cơn ngứa nhưng không điều trị triệt để được. Vì cơ thể bạn này nóng nhiệt có thể do rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà theo đông y học cổ truyền thì có thể đào thải độc tố, cân bằng nội tiết và tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, bổ thận thanh nhiệt giải độc thì sẽ điều trị hoàn toàn khỏi bệnh nhân về đây này.